triển doanh nhân Việt Nam là một quá trình xây dựng và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Quá trình nỗ lực ấy, chúng ta luôn nhận được sự quan tâm và chăm lo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chương trình lễ tôn vinh của chúng ta ngày hôm nay cũng đã nhận được thư chào mừng của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Và thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi xin được đọc thư chào mừng của đồng chí. Xin được hân hạnh kính đọc thư của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chào mừng lễ trao biểu tượng vàng vì sự phát triển doanh nhân Việt Nam và trao nhà tình nghĩa cho thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 3 năm 2010. Tôi hoan nghênh Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập phối hợp với các cơ quan hữu quan đã có sáng kiến tổ chức lễ trao biểu tượng vàng vì sự phát triển doanh nhân Việt Nam và trao nhà tình nghĩa cho thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 3 năm 2010. Đây là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, nhất là trong bối cảnh các doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam đã và đang nỗ lực thi đua cùng cả nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8, đặc biệt là chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chương trình còn là sự ghi nhận, đánh giá và tôn vinh những doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và sự đóng góp của họ đối với đất nước và xã hội. Chương trình cũng là nguồn động viên quan trọng nhằm chia sẻ, giúp đỡ các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của dân tộc ta. Hướng tới kỷ niệm tháng doanh nhân Việt Nam tháng 10, tôi thân ái gửi tới các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục thi đua phát triển bền vững, có những đóng góp nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Thân ái, Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, chúng ta vừa được nghe những lời động viên, những lời khích lệ của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi đến buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta. Còn tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Cao Sĩ Khiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ lên sân khấu phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa đồng chí Hoàng Minh Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành của Đảng, các bộ ngành Trung ương. Thưa quý vị doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và thưa các bạn. Biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển doanh nhân Việt Nam được tổ chức lần thứ 3. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa. Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng ngày doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam 13 tháng 10 và cũng là hoạt động thiết thực của đơn vị tổ chức tạp chí Doanh nghiệp Hội nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vừa kỷ niệm 5 năm ngày ra số báo đầu tiên của mình. Những doanh nhân doanh nghiệp được nhận phần thưởng cao quý hôm nay thực sự là những tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đã nhiều năm liền vượt qua nhiều khó khăn, phát triển bền vững, đi đầu trong các hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần xứng đáng xây dựng đất nước và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tôi xin hoan nghênh và cảm ơn sự đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa đó. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp, của mặt trận các cấp và sự phối hợp hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan hữu quan, cơ quan báo chí ngôn luận đã giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển tốt và đã có những kết quả nhiều năm qua và ngày hôm nay chúng ta có một cuộc kỷ niệm có ý nghĩa này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý và quý vị doanh nhân và các bạn đã về dự buổi tôn vinh long trọng này. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ về Việt Nam, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ trao biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2010. Xin chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe. Xin cảm ơn.
mời doanh nhân Phùng Tiến Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. Là doanh nghiệp phát triển bền vững, uy tín, thương hiệu về chất lượng dịch vụ, đơn vị đã được Chủ tịch nước thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 và Huân chương Lao động hạng 3. Hôm nay, cùng nhiều phần xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu cùng tất cả các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, doanh nhân đã tham gia ủng hộ chương trình. Cảm ơn các nghệ sĩ và ban lãnh đạo Nhà hát Trung ương cùng cán bộ công nhân viên Nhà hát Quân đội đã góp phần làm nên thành công của chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.